dựa trên bộ phim tất cả đều muốn kể về mẹ mình tóm tắt sớm nội dung bản quyền phần tóm tắt thuộc về kênh siêu phim gareth phim mọi sao chép sẽ bị báo cáo và đánh vi phạm bản quyền sau đây là diễn biến tập phim khi mi lên phòng của mình mi thấy bà thanh đang ngồi ngủ ngay bên cạnh giường mi thấy vô cùng xót xa mi gọi bà thanh dậy và nói bà hãy ngồi lên giường bà thanh sợ mùi thức ăn sẽ bám vào ga gối nên từ chối ấy nấy vì phải để mẹ trốn ở trong phòng thay vì cùng dùng bữa với mọi người my quyết định đưa bà thanh về trên đường về bà thanh khen my hết lời điều bà chưa bao giờ làm trước đây hằng không thấy my đâu nên liền gọi cho my bà thanh nghe thấy giọng hằng nên đã nói my đưa điện thoại cho bà bà trách hằng sau lại bỏ về nhà chỉ vì cãi nhau với cường trong khi đó tại nhà bà hồng ông phát và khang đang thi nhau uống rượu xem ai thắng bà hồng nhờ hằng dọn dẹp giúp bà còn bà đi vào phòng nghỉ ngơi bà duyên cũng đi vào phòng để hằng dọn dẹp một mình về đến nhà my vào nhà hỏi thăm ông quốc khi cô chuẩn bị ra về thì cô gặp minh cô liền vào phòng minh trách móc tại sao minh lại chuyển ra ngoài sống trong khi trước kia lúc nào minh cũng nói vì là con cả nên mình sẽ ở với cha mẹ minh cố gắng giải thích rằng anh chỉ ra ngoài sống vài năm cho đến khi bé an lớn dù không tin mi không nói thêm và ra về tại nhà bà hồng cả ông phát và khang đều ngủ gục vì uống quá nhiều vì cả hai quá nặng không thể nào dìu lên phòng của khang mọi người đành phải dìu vào phòng bà hồng do vậy bà hồng vào phòng mi để ngủ bà hồng cảm ơn mi vì những gì cô và bà thanh chuẩn bị hôm nay bà cũng trách mi không nên để bà thanh phải trốn trong phòng như vậy bà nói thêm làm vậy bà sợ bà thanh sẽ tuổi thân sáng hôm sau tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy tư thế ngủ của khang và ông phát giống hệt nhau đúng là cha nào con nấy ông phát thắng cuộc thi uống rượu nên khang phải làm cùng ông một việc mà ông muốn khang đã từng mơ về những khoảnh khắc ở cùng cha và giờ đây giấc mơ ấy đã thành hiện thực hằng đến gặp bà thanh bà thanh khuyên cô hãy trở về nhà ông quốc nói cách giải quyết tốt nhất là phải đối mặt với nhau ông dẫn hằng về nhà hằng bước vào cô thấy giày cường ở trước cửa phòng biết là anh lại không đi làm cô đổi ý và bỏ về cường nghe thấy tiếng mở cửa anh chạy ra hy vọng hằng về nhưng anh không thấy ai cả trên đường về hằng gặp hương Hương nói tất cả cho Hằng biết mình đã cố tình sắp đặt mọi việc để chia rẽ cô và Cường. Hương nói thêm cô rất ghen tị với Hằng, vì Cường chỉ yêu mình cô. Dù vậy, Hương không biết rằng Hằng chia tay Cường không phải vì cô. Cô chia tay Cường bởi Cường luôn tự ti vì hoàn cảnh nghèo khổ của mình. Bà Thanh mang một số đồ của Minh sang nhà anh. Tại đây, bà thấy ảnh của Minh, Linh, Bé An và bà Ngọc treo trên tường. Dù không vui, nhưng bà Thanh cũng không nói gì. Tuy nhiên, sau đó khi Minh về nhà mang theo trái cây và thức ăn, bà Thanh vô cùng ngạc nhiên. Trước đây khi còn ở với bà Thanh, Minh chưa bao giờ mang một thứ gì về nhà. Để không thể hiện thái độ bực bội, bà Thanh xin phép ra về. Linh nhận thấy điều này, khi còn mình cô với Minh, cô nhắc anh phải quan tâm đến bà Thanh hơn. Nửa đêm thức dậy, Minh thấy bà Thanh đang nhìn mình, nước mắt lưng tròng, bà nói Minh đừng cưới Linh và hãy ở lại với bà. Các bạn đang xem phần tóm tắt từ kênh Siêu phim. Diễn biến tiếp theo. Ngày cưới của Minh và Linh cũng tới. Bà Thanh xin lỗi Linh vì đã làm cô tổn thương. Hằng tới dự đám cưới. Tại đây, cô gặp Cường, nhưng anh nói với cô cô hãy quay về với cuộc sống của cô ngày xưa. Tại lễ cưới, người bắt được hoa cưới lại là ông Quốc. Ai cũng buồn cười trừ bà Thanh. Về nhà, ông Quốc Tếu Táo nhắc về việc bắt được hoa cưới bà thanh nói ông nên đi bước nữa nếu bà ra đi trước ông cường bước vào nói với ông bà rằng anh và hằng sẽ chia tay nhau anh muốn đi xa một thời gian chắc là một năm bà thanh rất sốc khi nghe tin này bà thốt lên mày tưởng tao còn ở đây sau một năm nữa à bà hồng đến nhà ông phát bà rất ngạc nhiên khi nghe bà xuân đề nghị ông phát và bà cưới sớm bà xuân muốn bà hồng khang và mi dọn về ở cùng bà tuy nhiên vì không muốn sống với mẹ chồng nên bà hồng từ chối minh và linh đi hưởng tuần trăng mật khi đến nơi anh và cô gọi về cho gia đình biết sáng hôm sau bà thanh thẫn thờ nhìn quanh nhà ngôi nhà từng rất đông đúc mọi người từng phải xếp hàng để đi vệ sinh giờ chẳng còn ai ngoài bà và ông quốc tập này đến đây là kết thúc các bạn chờ đón tập tiếp theo nhé